Anh xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ thử thách ăn đùi gà chấm với tương ớt siêu cay nha các bạn này. Cô rau kèm theo đã khỏi ngán các bạn. Các bạn nhìn này. Mời các bạn cùng mời nha. Trời ơi, thèm quá thèm quá thèm quá. Ngon lắm. Nhớ cho mình nha. Rất ngon, tương ớt cay, ăn rất là giòn. Thật cũng rất là mềm các bạn. Bắt ai em gần nè. Chấm vô. Ngon dã luôn. Mà nhìn rất là ngon luôn. Mình rất là thích ăn món này nha các bạn. Ăn thì đổ ra. Rất là sợ. Ngon quá. Rất là ngon. Rất giòn luôn rồi. Rồi đám cái xe này. Một cái 25 ngàn nha các bạn.
Rất là mềm. Quá tuyệt vời. Chắc là không giòn đâu nha, nhưng mà những giòn thiệt. Nghe chỉ làm giòn. Rất là ngon. Chắc là hết món này nữa rồi. Để cô cháu. Giò. Anh đã vải các bạn. Ăn ngập mồm luôn. À, quá. Tuyệt vời. Đó là xíu xíu mềm. Mềm lắm quá. Không có bạn ơi, mình no quá, nãy mình ăn mới mấy chén cơm rồi ăn thêm đùi gà nữa, quá no được rồi nha các bạn. Nếu mà các bạn thích xem video của mình thì hãy bấm đăng ký và ủng hộ mình nha. À. Bye bye các bạn nha. Chúc chúc chúc.